chào anh em. Trước mắt anh em đây là hôm 48 các bạn. Hôm 48 đi bỏ vào ông 48. Các bạn thấy không? Nó là đẹp. Hôm 48 các bạn. Nó đẹp giống như kiểu nghề nhà mình luôn. Đây là tin bột nghề, vừa tin bột nghề là vừa hôm lươn các bạn. Lươn vào không bao giờ ra được các bạn. Cái hôm 48 này là các bạn bỏ vào ống 48 các bạn nhé, PC nhựa 48 các bạn. Hàng rất là đẹp và chắc chắn, tuyệt vời luôn. Mình đan bằng thủ công các bạn nhé. Lươn vào năm nào mà thoải mái luôn. Ai có nhu cầu thì cứ alo cho mình để mình gửi cho các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau. Nhớ đăng ký kênh mình và ủng hộ mình nha. Chào các bạn.